Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá sầu riêng ngày 15 tháng 10, 2023 giá đi ngang ở mức cao. Cụ thể, tại khu vực miền Tây, ri 6 hàng đẹp từ 75.000 tới 80.000 đồng, ri 6 mua xô từ 65.000 tới 70.000. Sầu riêng Thái hàng đẹp từ 85.000 tới 89.000, sầu riêng Thái mua xô từ 75.000 tới 80.000 đồng. Giá tại miền Đông, ri 6 hàng đẹp từ 73 tới 78.000, ri 6 mua xô từ 60 tới 65.000. Sầu riêng Thái hàng đẹp từ 83.000 tới 88.000, sầu riêng Thái mua xô từ 74.000 tới 79.000. Giá tại khu vực Tây Nguyên, ri 6 hàng đẹp từ 73 tới 78.000, ri 6 mua xô từ 60 tới 65.000. Sầu riêng Thái hàng đẹp từ 83 tới 88.000, sầu riêng Thái mua xô từ 74 tới 79.000. Giá sẽ có sự chênh lệch tùy địa phương, tùy thương lái. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.